Hôm nay 25 tháng 6 tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi cùng nhiều nội dung quan trọng. Theo chương trình kỳ họp, buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền.